Làm sao để cho phụ nữ của chúng ta trẻ lâu hơn? Bí quyết nằm ở cái buồng trứng của mọi người. Phụ nữ của chúng ta có một cái chức năng cực kỳ tốt của buồng trứng, đấy chính là cái buồng trứng của chúng ta sẽ tự tiết ra estrogen và progesterone. Nó sẽ làm cho phụ nữ của chúng ta có khả năng sinh sản. Và cái estrogen đấy nó tham gia vào mọi hoạt động sống, và bác sĩ Hoa hay ví nó giống như cái nhựa sống của cơ thể. Cái nhựa sống đấy nó có đầy đủ thì cơ thể nó mới xanh non mơn mởn, và phụ nữ cũng thế, khi có đủ estrogen thì sức khỏe nó mới tốt, da dẻ nó mới hồng hào, nó mới có sức sống, và nó có cái sự quyến rũ ở trong ánh mắt, ở trong nụ cười và trong làn da của người phụ nữ đấy. Nhưng khi sau 30 tuổi thì phụ nữ của chúng ta gần như cũng không thể chống lại được với quy luật tự nhiên, đấy là chúng ta sẽ có thể rơi vào cái sườn dốc ở bên kia, chúng ta rơi vào cái tình trạng nó thoái hóa buồng trứng. Buồng trứng của chúng ta nó sẽ giảm dần tiết estrogen, và lúc này thì mọi người sẽ thấy là chúng ta già nhanh hơn, cái tốc độ lão hóa của chúng ta nhiều hơn, tóc hình như cũng khô hơn, da thì khô, xuất hiện rất là nhiều những cái nếp nhăn nhỏ, và đặc biệt là hôm nào mà mọi người mất ngủ hoặc là lao động quá sức một tí là da nó nhăn nheo luôn, sáng hôm sau nó sạm xịt lại. Mọi người sẽ thấy mắt của mình nhạy cảm với ánh sáng hơn, nhạy cảm với rõ hơn, dễ bị có những cái vấn đề về chảy nước mắt hơn, chúng ta dễ bị viêm mũi dị ứng hơn, chúng ta có những cái vấn đề về xương khớp nó có thể trầm trọng lên, giống như kiểu nó khô khớp, nó kêu lạch cạch và chúng ta cảm thấy mỏi nhừ người. Và mọi người sẽ thấy dần dần thì chúng ta dễ bị những viêm nhiễm phụ khoa hơn, và nặng hơn nữa là đến cái giai đoạn khoảng tầm 40 tuổi, chúng ta có những dấu hiệu của tiền mãn kinh, là mọi người sẽ thấy đây là một trong những cái cơn khủng hoảng. Khi mà estrogen nó giảm thì chúng ta cảm thấy chúng ta mất ngủ, không thể đi vào giấc ngủ rồi, không có niềm yêu thích với cuộc sống này nữa, nhìn thấy cái gì nó cũng cảm thấy nó mờ ảo và không thích cái gì cả. Mặc dù lúc đấy không có bất kỳ một biến cố nào nhưng mà chúng ta cũng như thờ ơ lãnh đạm với cái cuộc sống này, và mọi người sẽ thấy là kinh nó ít lại, nó cứ ngày 1, ngày 2, rồi nó có tháng có và tháng không, rồi cái cơn bốc hỏa nó đùng đùng nóng nóng giận rồi quát tháo tất cả với những người xung quanh, và chính bản thân người đấy biết là mình đang nóng giận nhưng không thể kìm chế được. Cái cơn nóng giận đấy nó nóng hết cả mặt, nó nóng hết cả ngực lên, và rồi nó làm cho bệnh nhân có những cái triệu chứng tiền kinh nguyệt cực kỳ khổ, làm bệnh nhân cảm thấy là nó đau nửa đầu này, rồi nó làm cho bệnh nhân có những cái tức ngực này, đau lưng rất là dữ dội, và có thể xuất hiện bây giờ là đau bụng kinh trở lại. Thì cái này nó là cái việc mà suy giảm nội tiết tố. Nhưng bình thường cơ thể của chúng ta ở cái giai đoạn suy giảm nội tiết tố này nó phải diễn ra một cách từ từ, tức là nó ít dần và cơ thể chúng ta quen với cái việc mà nội tiết tố nó giảm dần. Nhưng bây giờ có rất nhiều những cái yếu tố làm cho cái buồng trứng nó suy giảm nhanh hơn, nó lão hóa nhanh hơn, và làm cho chị em phụ nữ của chúng ta rơi vào cái tình trạng mà lão hóa buồng trứng rất là sớm, và làm cho cái triệu chứng tiền mãn kinh nó diễn ra rầm rộ hơn. Là bởi vì bây giờ mọi người để ý xem đúng không? Chúng ta có rất nhiều những cái đồ ăn nó không ổn. Kể cả mọi người có ăn kỹ đến đâu thì chất lượng thức ăn nó cũng không ổn, chất lượng không khí nó cũng không ổn, chất lượng về cái âm thanh, về tiếng ồn, rồi ánh sáng xanh nó cũng không ổn, và làm cho cái buồng trứng của chúng ta thì nó lại cực kỳ nhạy cảm, và là cái bộ phận gần như là lão hóa sớm nhất ở cơ thể của người phụ nữ. Thì khi đấy cơ thể của chúng ta thiếu estrogen một cách trầm trọng, một cách đột ngột ấy, thì nó sẽ tạo ra cái cơ thể nó chưa quen nên nó có những cái phản ứng nó rất là dữ dội, có những cái triệu chứng tiền mãn kinh cực kỳ khó chịu. Thì lúc này á, để muốn cho cơ thể của chúng ta chậm lão hóa, mọi người trẻ lâu hơn và chúng ta có cái chất lượng sức khỏe tốt hơn thì phải quan tâm tới cái buồng trứng của mình. Ở sau giai đoạn 30 là mọi người bắt đầu quan tâm rồi. Thật ra thì sau giai đoạn 30 là mọi người sẽ để ý thấy rất rõ là cái sức khỏe của chúng ta nó đã thay đổi rồi. Thì chúng ta có những cái kế hoạch bước đầu để có thể chống lại cái sự lão hóa này bằng cách là chúng ta tập trung vào chế độ ăn, hạn chế những cái có thể gây viêm cho cơ thể, những cái gốc tự do. Mình tập luyện thể dục thể thao, ngủ đủ, có cái tinh thần thoải mái. Và lúc này mọi người có thể bổ sung những cái loại mà nó là nguyên liệu để chống lại những cái thoái hóa, hoặc là mọi người có thể bổ sung những cái nguyên liệu, những cái nội tiết tố không hướng năng tuyến để bổ sung trong giai đoạn này. Ví dụ như mọi người có thể uống omega 3, uống glutathione, uống những cái mà nó là giống như dầu hoa anh thảo này, hoặc là cái chiết xuất cam ngọt chẳng hạn. Thì lúc này nó sẽ chống lại những cái gốc tự do để hạn chế cái nguy cơ mà cái buồng trứng của mọi người nó có thể thoái hóa nhanh hơn.